Dạ ngoại cho con xem. Ngoại được 8 như mấy gần dạ. gần 80 rồi đó. Dạ. Còn tuổi nữa ngoại được 80. Dạ, ngoại đang bán gì vậy ngoại? Ngoại bán rau với bán mè, bán ớt. Dạ. Ngoại bán như thế này á, là đồ của ngoại mua đi bán lại hả? Dạ, rồi dạ. Ngoại bán hái rau bán thằng kia. Ngồi dạ. Đây người ta đuổi hoài cái chú bán chú gót đó chú đẩy cho bà đi lúc kia bà ngồi kia dạ. Bà bán không được gì trơn rồi dạ. Bà mới xách đi bán nè. Dạ, ông ngoại còn không ngoại? Dạ, ông ngoại chết hồi đó bà ngoại còn mới có 28 tuổi. Dạ. 4 đứa con bà ngoại nuôi tết bây giờ bà ngoại gả cưới trơn rồi giờ. Dạ. Còn đứa con gái út rồi nó có chồng được đứa con rồi bà ngoại dạ. Chồng nó bỏ nè bà ngoại nuôi con một côi. Dạ, một ngày ngoại bán cái này ngoại trừ hết chi phí thì còn được bao nhiêu ngoại? Dạ, có bữa ngoại đợi được mười mấy ngàn, 20 dạ. ngàn. Ít vậy đó hả ngoại? Dạ, không có gì nhiều con. Dạ, bữa nay thôi gặp ngoại là cái duyên nha. Dạ. Con sẽ xin phép chú Kiều, dạ. Cô Kiều và chú Khuê. Dạ. Là hai nhà hảo tâm ở tại Mỹ dạ. Tặng cho ngoại một phần quà nho nhỏ dạ. Của ít đồng nhiều nha dạ. Cô chú ấy chúc ngoại duy nhìn sức khỏe dạ. Và buôn may bán đắt nha. Dạ, bà ngoại nha. Cảm ơn dạ. Bây giờ ngoại đếm xem cô chú ấy tặng cho ngoại bao nhiêu nha. Dạ, dạ. Bà ngoại nuôi đợi con chút đứa chút. Con một đôi đó con. Dạ. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, tám. Dạ, là ngoài được bao nhiêu? Bà ngoại. Dạ. Ông chết 28 tuổi nuôi 4 đứa con. Dạ. Bây giờ ngoại khổ quá. Dạ. Thôi ngoại giữ gìn sức khỏe nha, với tấm lòng cô chú nha. Dạ. Ngoại có nhắn gửi gì với cô chú không? Dạ, ngoại cảm ơn mấy cô, mấy chú. Dạ. Rồi từ thiện cho ngoại, ngoại cũng đỡ đi bán rau chú. Dạ. Dạ. Rồi chúc ngoại giữ gìn sức khỏe nha, với tấm lòng cô chú. Xin phép chào ngoại nha. Ngoại cảm ơn dạ. Con ơi con. Dạ, ngoại năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 84 rồi. Dạ. Có thằng con út mà vợ nó 41 tuổi chết, bỏ lại đứa con 12 tuổi. Dạ. Cô đi bán 50 tờ giấy số mà dạ. Ông con ăn với cô bệnh nè. Dạ, dạ. Đâu bị sưng ha. Dạ. Hôm nay con chia sẻ với ngoại nghe. Dạ. Bữa nay con thay mặt cô chú Kiều, một nhà hảo tâm ở Mỹ. Dạ, sẽ tặng hết số tiền còn lại của cô chú cho ngoại nha. Để ngoại để dành mua thuốc uống hoặc là ăn gì đó cùng với gia đình của mình nha. Bây giờ ngoại đếm xem cô chú ấy tặng ngoại bao nhiêu. Bỏ bệnh đau nhờ gì cũng đỡ. Ngoại cũng tính đi bán giấy số. Cái mấy đứa nhỏ nó không cho, nó nói đi bán là đi bán. Dạ bao nhiêu mà? Dạ thì đó là tấm lòng của cô chú Kiều tặng cho ngoại. Dạ. Chúc ngoại giữ gìn sức khỏe với tấm lòng cô chú ấy nghe. Dạ, chúc con nghe, chúc cô đó khỏe mạnh 100 tuổi. Cảm ơn ngoại. Dạ. Con kia nó dắt vợ lên trên đầu con dạ. con ơi. Dạ, xin phép chào ngoại nha, để giữ sức khỏe. Con xin phép con đi nha. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 1 tháng 4 năm 2024. Hiện tại bây giờ em đang ở tại thị trấn Tâm Bình, tỉnh Vĩnh Long. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục thay mặt tấm lòng của nhà hảo tâm, đó là chú Khuê và cô Kiều ở tại Mỹ, có gửi về cho em là 400 đô. Thì em đổi được với tỷ giá là 2.550.100 đô. Thì đối với 400 đô thì em được là 10.200.000. Đối với nguyện vọng cô chú là mong muốn số tiền của cô chú sẽ hỗ trợ cho những hoàn cảnh lớn tuổi, những hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, đỡ được cái phần nào vất vả trong cuộc sống. Bây giờ thì em mời cô chú anh chị cùng đi đến chợ Tâm Bình chung với em để tiến hành tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn để trao tấm lòng của nhà hảo tâm đến với cho bà con lớn tuổi ở tại đây, cô chú anh chị ha. Bà này là khổ nhất trên đời. Dạ con chào nội. Dạ nội, nội bán gì vậy nội? Bà bán cái này nè, rau nè. Dạ. Con như đây à? Dạ. Mấy cái này là nội mua đi bán lại hay nội đi hái nội? Cái này thì hái, cái này mua. Dạ. Vậy là tùy loại thì có hái có mua ha. Nội năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi nội? 74 rồi. Bây giờ sức khỏe nội như thế nào? Ngoài thì nhức. Dạ. Nhức cái lưng đi khum khum vậy. Dạ, giờ là đi khum khum đi thẳng không được nha. Thẳng không được, thẳng nó giật. Thẳng nó giật. Dạ. Dạ, bởi thành ra là mình phải bán như thế này. Dạ.
Dạ, mà một ngày á mà nội bán như thế này á mà mình trừ hết vốn luôn mình còn được nhiêu nội? 30.000 ha. Ủa ít dữ vậy nội. Cái này nó đâu có lợi nhiêu. Dạ. Bà ở nhà quay nuôi gì gác đi vậy, đi xe đạp chứ. Dạ. Đi xe đạp ha. Đi xe đạp, đi xe đạp cục thấp á. Dạ, không nội còn không bà nội. Ông chết rồi. Dạ. Còn mình bà. Dạ. Còn mình bà nội thôi. Còn bà nội bán về thì bà nội có mua gì để lo cho hai không? Không, bà mua hụt vịt bà ăn. Ăn không được. À dạ. Mua hụt vịt ăn cho nó dễ. Dạ, không có nhai được khen. Không, không. Dạ. Mà một ngày ngoài lời 30.000 thì ngoài nội bán nội mua gì ăn nội? Qua đây ăn tốn nhiều 10.000. Tốn nhiều 10.000. Với một bịch bịch trà giả 3.000 rồi. Trà đó. Giả. Còn nhiều cắt. Dạ. Lâu lâu rồi mà mua gạo. Dạ. Ngựa gạo ở đâu nội có ăn? Không, người ta không cho, chị mua mấy bà đây nha. Dạ. Chị thấy như chị dịp bà Tư quá là cho bà 5kg gạo bà ăn. Dạ. Vậy là con cháu của nội thì nội có ở chung với ai không? Không ở chung ai, nó ở riêng, nó có gia đình hết trơn rồi. Dạ. Nó ở mình à. Ông dạ. Nội mới chết chừng năm nay. À, ông nội mới mất đây. Mới mất năm nay. Dạ. Ông bệnh phổi mà ông mổ khô quá, ông mổ rồi. Dạ. Với phần bà không có tiền con ơi, rồi cái không tiền nó chậm. Dạ. Từ ông yếu, ông chết. Dạ, bởi vậy con hiểu rồi. Dạ. Nó bán con nhiêu đây ha? Có nhiêu nè. Ít quá trời luôn á. Dạ. Đó, có nhiêu đây đó. Dạ. Hôm nay thì con chia sẻ với nội nghe. Bữa nay gặp nội là một cái duyên. Thì con sẽ xin phép thay mặt chú Khuê và cô Kiều là hai nhà hảo tâm ở Mỹ, thì bữa nay có tặng cho nội một phần quà nho nhỏ để cho nội bớt được vất vả trong những ngày sắp tới. Thì đây là tấm lòng của chú Khuê và cô Kiều. Bây giờ nội đếm xem là được bao nhiêu nha. Dạ. Mừng chú Khuê và Kiều, mừng ăn sức khỏe dồi dào. Dạ, dạ. Nội đếm thì nội cho nhà hảo tâm xem nha. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lận. Dạ bao nhiêu ạ? 11. Dạ 11 là bao nhiêu nội? 1.1 triệu. 1.1 triệu. Theo nội số tiền này như thế nào nội? Nội cất để dành cho thuốc. À, cất để dành cho thuốc. Không tiền dạ. Bữa nay nội nhận được phần quà này nội cảm giác như thế nào? Mừng quá con ơi, biết phần bán gì cho bữa bán bữa nghỉ cho thuốc. Dạ. Chắc bữa 70.000. Dạ. Vậy đó. Nội có nhắn gửi gì với chú Khuê với cô Kiều không? À, người đã tặng cho nội. À, cho nội gửi lời mà cảm ơn chú Khuê với cô Kiều, cầu chúc hai vị phát đạt mà ngang phát đạt nha. Dạ. Rồi sống lâu 100 tuổi và cái công ty mở rộng ra phát triển rồi nha. Cảm ơn nội. Cô chú ấy cũng chúc nội duy trì sức khỏe nha. Dạ, dạ. Và bán được hơn nữa với tấm lòng của cô chú. Dạ. À, con xin phép chào nội nha. Chào chú nha. Dạ, cảm ơn nội. Hướng dẫn cho nội. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Dạ, con chào nội. Nội, nội bán gì vậy nội? Nội bán cá nục với tép. Dạ. Cá nục với tép hả nội? Nội bán có một mâm này thôi hả nội? Sao? Dạ. Ủa nội, cái con tép này nó gì mà nó màu nâu vậy nội? Đây là con tép, tép ta nuôi đó. À, tép ta nuôi. À. Nội này tép lột. Tép lột. Dạ, vậy là vốn của nội là chỉ có một mâm này thôi hả nội? Bán nhiều đó à? Nhiều đó hả nội? Nhiều. Nội năm nay mình được nhiêu tuổi rồi nội? 79 nè. 79 rồi. Sức khỏe của nội bây giờ như thế nào nội? Cũng đi bán về chớm cho ổng chịu nghỉ. Dạ. Con biểu nghỉ cũng nghỉ đi bán. Dạ, vậy là sức khỏe của mình còn tốt hả nội hả? Dạ, đi bán cho nó vui. Dạ. Chứ gặp người này kia vui chứ để ở nhà mình. Dạ. Ông nội còn không nội? Dạ, mất rồi. Dạ. Mất rồi mấy năm rồi. Dạ. Rồi nội bán gì thì nội có lo cho ai không nội? Dạ, không. Dạ. Bà bán gì thì đi đám tiệc tỷ như người ta mời thì mình đi chứ không lẽ mình không đi. Dạ. Rồi mình muốn xài gì mình ăn gì mình ăn. À dạ. Kiếm bữa vài chục ngàn vậy. Dạ. Một ngày nó bán là có mấy chục ngàn hả nội? Dạ, chừng 50 trở lại rồi chứ. Ít dữ vậy nội? Chứ không có nhiều. Bán có nhiều đó. Dạ. Vậy là mấy cái này là nội mua đi bán lại. Dạ, mua lại người ta. Dạ. Bán vậy. Kiếm bữa là... 50 ngàn. Dạ. Vậy mà đi nó vui thôi. Dạ. Mà về cái mình chưa cái gì mình ngủ. Dạ. Vậy là coi như là mình có lao động thì mới. Dạ. Vui. Nội ha. Dạ. Dạ. Vậy là bây giờ tép này hiện tại giờ nó bán bao nhiêu một ký nội? Bán mà
mua lên trăm mốt bán lên trăm hai. Dạ là có 10.000 ký thôi. 10.000 mà còn hao hụt cái tỷ như có 2 ký tép với 3 ký cá 5 ký à. Dạ là ngày bán có 5 ký hả? 5 ký à. Mà ngày nào bán cũng hết không nội? Hết. Dạ, dạ chúc mừng nội. Dạ. Bữa nay ha, con gặp nội là một cái duyên nha. Bữa nay con chia sẻ với nội như thế này. Bữa nay con thay mặt chú Khuê và cô Kiều là hai nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Thì trước hết á, là cô chú ấy gửi lời chúc sức khỏe nội. Sau thì cô chú ấy có tặng cho nội một phần quà nhỏ nhỏ. Vì vậy đấy là vì để giới lời thăm nha mấy cô với chú á. Dạ. Dạ thì đây. Vừa bán được gì bán vậy chứ. Dạ. Để cho vui. Dạ. Thì bây giờ là nội đếm thử xem tấm lòng của cô chú ấy tặng nội bao nhiêu nha. Dạ. Dạ, nội đếm đi nội. Đây, nhiều dữ vậy. Đếm luôn. Đếm luôn hả? 9. Dạ bao nhiêu à? 900 nha. Cô chú ấy tặng cho nội 1 triệu. Dạ. Bữa nay nội nhận được phần quà nội cảm giác như thế nào? Dạ cũng nội vui mừng lắm. Dạ. Kiếm nữa chừng 50 à. Dạ. Cho vậy là nhiều lắm rồi đó. Dạ. Dạ. Nội có nhắn gửi gì với cô chú ấy không? Dạ, cho gửi lời thăm với sức khỏe dồi dào. Dạ. Vì vậy cũng đi bán cho cô vui vậy. Dạ. Nói cô cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn cho cô với chú đó nha. Dạ. Cô chú ấy cũng chúc nội với mình sức khỏe của mình nha. Dạ. Và bán được hơn tí nữa để về sớm nghỉ ngơi nha nội. Dạ. Dạ. Bán gì chừng 8-9 giờ gì. Dạ. Dạ. Cô chú ấy thương nội lắm. Rồi con xin phép chào nội nha. Dạ gì để cảm ơn con đi nha. Dạ con chào nội bảy nha. Dạ. 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 Sức khỏe làm được. Dạ. 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 Dạ con chào ngoại. Dạ. Ngoại ơi ngoại cởi khẩu trang con xem mặt đi ngoại. Mà năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 77 tuổi. Dạ, bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ngoại? Bệnh hoài, té gãy tay chưa lành. Dạ đâu ngoại bị gãy khúc chỗ nào? Gãy khúc này nó dập nè. Dạ. Dập đây. Tới mai là 2 tháng mấy rồi, chưa dạ. Có cử động. Dạ. Giờ ngoại còn đau không? Dạ còn. Dạ. Dạ. Mà ngoại bán gì á, một ngày ngoại bán được bao nhiêu tờ? Bán 70-80 tờ. Dạ, sao ngoại bán ít dữ vậy? Dạ, già đi không hỏi lại bệnh hoài, đi hộ chóng mặt. Dạ, ngoại dạ. Bán gì ngoại có lo cho ai không? Lo thằng già thuốc men uống thôi, không lo ai. Dạ, ông nội còn không nội? À, ổng có vợ lẽ ở bên thơ rồi lâu rồi chia tay cũng mấy chục năm mà. Dạ, còn con cháu của nội còn không? Dạ. Dạ. Con cháu dạ. Cũng có nhưng mà nó cũng nghèo rồi, nó cũng mần, nó sống, mình sống vậy ha. Dạ. Dạ, còn đi bán được ngày nào thì đi ngày đó. Dạ. Dạ. Vậy là chủ yếu là nội bán để nội mua thuốc uống nữa ha. Dạ, mua thuốc, dạ. Dạ. Thôi thì cũng hiểu hoàn cảnh của nội dạ, rồi dạ. Bữa nay gặp nội là một cái duyên nha dạ. Con sẽ xin phép dạ. Chú Khuê và cô Kiều dạ. Là hai nhà hảo tâm ở tại Mỹ dạ. Sẽ tặng cho nội một phần lì xì nha dạ. Để dành cho nội để dành mua thuốc uống mỗi dạ. Khi nội đau nhất ha dạ. Cũng như là cô chú ấy sẽ chúc nội là nhanh chóng phục hồi cái tay nha dạ. 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 Để cho cuộc sống nó đỡ vất vả hơn dạ. Đây là tấm lòng của cô chú tặng dạ. Cho nội dạ. Vì dạ. Cũng cảm ơn những người có cái tâm mà giúp đỡ vậy đó vì cảm ơn gửi lời cảm ơn dục dạ. Mạnh hành quân đó dạ. Dạ. Dạ bây giờ nội đếm dạ. Xem chú Khuê với cô Kiều tặng nội bao nhiêu nha dạ gửi đâu đây qua lấy giùm mà chú Khuê cô Kiều tặng cho nội 1 triệu dạ. Dạ cảm ơn dạ. Dạ bữa nay nội nhận được phần quà này nội cảm giác như thế nào? Vui dữ lắm, cái này dạ. Cũng như là 10 ngày bán của gì dạ. Dạ. Dạ nội có dạ. Nhắn gửi gì với cô chú ấy không? Dạ có nhắn gửi là cô chú đó khỏe mạnh bình an, có công đức gì là giúp đỡ cho những người già yếu gì là công đức lớn tốt dạ, dạ. Cô chú ấy cũng chúc nội nhanh chóng phục hồi sức khỏe nghe dạ. Dạ. Dạ cảm ơn dạ, dạ. Để công việc nó dễ dàng hơn dạ. Trong cái khoảng thời gian cuộc sống còn lại nhất. Dạ. Cảm ơn ngoại dạ. Rồi thôi xin phép chào ngoại nha. Cảm ơn nhiều nha dạ. Là mừng dữ lắm, dì ba mừng dữ lắm đó. Dạ, lấy hùng buộc lại dạ. Dạ. Dạ, quý như vậy đó cô chú anh chị. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị.
Hôm nay là ngày 1 tháng 4 năm 2024. Hiện tại bây giờ em đang ở tại thị trấn Tâm Bình, tỉnh Vĩnh Long. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục thay mặt tấm lòng của nhà hảo tâm, đó là chú Khuê và cô Kiều ở tại Mỹ có gửi về cho em là 400 đô. Thì em đổi được với tỷ giá là 2.550.100 đô. Thì đối với 400 đô thì em được là 10.200.000. Đối với nguyện vọng cô chú là mong muốn số tiền của cô chú sẽ hỗ trợ cho những hoàn cảnh lớn tuổi, những hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, đỡ được cái phần nào vất vả trong cuộc sống. Bây giờ thì em mời cô chú anh chị cùng đi đến chợ Tâm Bình chung với em để tiến hành tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn để trao tấm lòng của nhà hảo tâm đến với cho bà con lớn tuổi ở đây, cô chú anh chị ha. Thì đây là chợ Tâm Bình này cô chú anh chị, chợ thị trấn. Em cũng có một vài lần phát ở Tâm Bình vào các khoảng thời gian mà trước dịch, cũng như là những cái phần gạo em cũng phát hai lần. Và phần trước dịch thì em cũng có phát một phần lì xì đến với cho bà con bán vé số cũng như những hoàn cảnh khó khăn ra đây. Thì nói chung thì lâu lắm rồi em mới quay trở lại đây á. Thời điểm bây giờ em đến đây thì khoảng 6 giờ sáng thôi cô chú anh chị. Bà con ở đây thì nói chung thì cũng tương đối là bán khá là nhiều vé số. Con chào ngoại. Ngoại ngoại bán gì không ngoại? Bán cá hả? Ngoại bán cá hả ngoại? Mấy cá này là ngoại mua đi bán lại hay đồ nhà ngoại? Đồ nhà. Dạ. Là ngoại đi bắt hả? Đi bắt bán là nhà không à. Dạ. Cá này gọi cá gì không ngoại? Cá này cá hồng vện. Cá hồng vện ha. Dạ. Ngoại năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 68 rồi. 68. Mấy cái này là bình thường là ngoại đi trên ghe trên sông hả? Thì đi ăn với xong á. Dạ, là ngoại đặt một ngày là mới được hay như thế nào ạ? Ví dụ bữa nay vàng là mơ vậy đó. Dạ, à, mình đặt cái dưới sông nữa hen. Rồi ngoại đi bao nhiêu lâu mới bắt được như thế này? Ngoại đi bao lâu mới bắt được mình như thế này? Đi ví dụ bữa nay và ấy là mơ với bác. Dạ, à, ngoại làm như thế này thì ngoại có lo cho ai không ngoại? Có hai vợ chồng mà. Dạ, ông ngoại lớn chưa ngoại? Anh cũng lên tuổi rồi. Dạ, rồi con cháu của ngoại lớn hết chưa? Có ba thằng trai hà mà có gia đình hết trơn, ai cũng nhà cho cũng lo lấy hết trơn. Dạ, còn ngoại bán cái này nếu mà một ngày á ngoại, bữa nào mà mình hên hên thì mình bán được khoảng nhiêu ngoại? Trăm mấy, 70-80, 60-70 chưa? Ít vậy đó hả ngoại hả? Ừ, này ít đó. Dạ, con hiểu rồi. Tôm này tôm sông ngoại hả? Tôm sông. Tôm này nhiêu ký ngoại? 300. Dạ. Hôm nay thì con chia sẻ với ngoại nha. Bữa nay gặp ngoại là cái duyên ha. Con thay mặt một nhà hảo tâm, đó là chú Khuê và cô Kiều, là nhà hảo tâm ở Mỹ, có một phần quà nhỏ nhỏ muốn tặng cho ngoại. Củ ít đồng nhiều. Cô chú ấy chúc ngoại sức khỏe và mua may bán đắt nha. Cảm ơn nghe. Bữa nay ngoài nhận được phần quà này ngoài cảm giác như thế nào? Rồi, ai vui lắm á. Dạ. Mừng lắm á. Dạ. Ngoài có nhắn gửi gì với cô chú ấy không? Dạ, trời cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn nha, chú ra mấy cây nha. Gửi cho nè nha. Dạ. Cô chú ấy chúc ngoài sức khỏe nha. Dạ. Dạ, dạ, mua mai bán đắt hơn nữa nha. Dạ, xin phép chào ngoại ha. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn ngoại. Chú anh chị thấy ngay chỗ chợ Tâm Bình này có một cái bờ kè mới được xây dựng cũng đó khá là đẹp ha. Cái hướng mà em đi này là hướng mặt sau này của chú anh chị. Em đi
đến những cái tìm những hoàn cảnh đầu ngoại bán sao trước. Lớn tuổi dạ con chào cô. Bữa nào cũng hái rau lan rau muống rồi đi chợ vậy đó. Dạ. Đậu dược. Dạ. Cô năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi cô? Dạ, cô 69 rồi. 69 hả cô? Dạ. Mấy rau này là cô đậu nhà hay là đồ cô mua đi bán lại? Đậu nhà không ai có. Dạ. Một bó này bao giờ bao nhiêu cô? Có 2.000 à, ba bó là 5.000. Dạ ghẻ vậy đó hả cô? Ba bó này có 5.000 hả cô chú anh chị? Dạ. Vậy là một ngày mà nếu cô bán cái này á, bữa nào mình hên hên lắm thì được khoảng nhiêu cô? Bán hết trơn hả? Dạ. Chừng mấy chục ngàn chứ gì. Ủa ít vậy đó hả cô? Ừ đâu có nhiều. Dạ. Rau vườn nãy rẻ. Dạ. Bây giờ chuối này cô bán bao nhiêu một nải cô? Nãy đó 10 ngàn. Dạ. Không được thì 8 ngàn. Dạ. Rồi. Ta trả nhiều cũng bán hết hen. Đó đó. Dạ. Không ăn gì cô. Dạ. Dạ. Mà cô bán vậy thì cô có lo cho ai không cô? À cô hả? Dạ. Ở nhà thì cô lo mình cô hà. Dạ. Còn ông xã cô còn không? Ông xã mất lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi. Bây giờ cô đơn mình đó. Dạ, còn con cái thì lớn hết chưa cô? Nó có gia đình rồi, có vợ, có con rồi, nó ở riêng trên rồi, vợ con mình à. Rau này người ta gọi là rau gì vậy cô? Cái này rau rau dền, rồi bình bát, rồi này mồng tơi. Nó nó hái lộn xộn vậy á, bạn. Này ra vụ người ta lấy tiền nè. Cho ra là một ngày mà bán như thế này mà cô được có mấy chục ngàn thì ít quá. Mấy chục ngàn vậy thôi thôi à, không có nhiều. Trời ơi, nhiều cái người ta dành người ta hái hết à. Dạ đúng rồi. Thì hôm nay con chia sẻ với cô nha. Bữa nay gặp cô là một cái duyên. Rồi. Bữa nay con thay mặt chú Khuê với cô Kiều là hai nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Có một phần quà cho nhỏ muốn tặng cho cô. Vậy hả, tặng cô hả? Rồi. Cô ít lòng nhiều. Cô chú ấy chúc cô sức khỏe. Rồi. Giờ mua mai bán đắt nha. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Rồi, vậy hả, vậy nay bán rau rồi lời dữ rồi con ơi. Dạ. Bán bữa có vài chục thôi chứ đâu có dữ vậy. Dạ. Vậy là bữa nay cô nhận được phần quà này cô cảm giác như thế nào? Cảm ơn con rất là nhiều. Lâu lâu có nhà hảo tâm giúp đỡ rồi cảm ơn rất là nhiều nghe. Cô có nhắn gửi gì với cô chú đó không? Cô nhắn gửi với cô chú là cảm ơn cô chú nhiều nghe. Giúp cô, chúc cô chú á làm ăn lúc nào phát tài, luôn đi giúp những người mà có hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Đặng cho ai cũng vươn lên trong cuộc sống hết. Cảm ơn cô. Cô chú ấy cũng chúc cô giữ gìn sức khỏe nha. Rồi, cô phải ăn hoài là cô đi bán mới được. Hơn nữa. Đó. Dạ đúng rồi, cảm ơn cô. Rồi rồi. Dạ, rồi cô xin phép chào cô nha. Rồi. Dạ. Cô cảm ơn cô chú rất nhiều nghe. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn nhiều nghe. Dạ. Chợ này là mình nhóm tới khoảng mấy giờ là hết nha cô? Dạ. Dạ, cảm ơn cô chị. Dạ, bán chiều tối luôn đó ha. Tới chiều tới tối luôn đó. Dạ. Rồi, con xin phép chào cô. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Để em đi hết ở ngoài khu rau rồi sau đó em mời một chú anh chị vô vô khu thịt nha. Dạ con chào ngoại. Dạ, ngoài bán gì không ngoại? Bán đồ đủ hết trơn, cái gì cũng có hết. Dạ, mấy cái này là của ngoại mua đi bán lại hay đồ không nhà? Không, của nhà kia mần. Dạ.
Thành ra là ngày nào có thì mới đi bán hả ngoại? Ngày nào có đi bán, không có thì thôi. Ngoại năm nay được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? Mới 64. 64 giờ bằng cô thôi ha. Dạ, một ngày mà nếu mà cô bán cái này mà nếu mà hên hên thì mình được khoảng nhiêu cô? 200 mấy, 300. Dạ, đó là mình trừ vốn chưa? Không, cái này mừng nhà kiếm nhà bán. Dạ, còn bữa nào mà mình xui xui thì bán được nhiêu cô? Chừng trăm. Dạ, ít vậy đó ha. Ít. Mà bán vậy thì cô có lo cho ai không? Có, lo cho cháu nội. À dạ, rồi ông xã cô còn không? Ông xã còn, dạ. Ở chung với con trai. Dạ. Vậy là ông xã cô còn làm gì nổi không? Con chạy xe nổi chứ, có mận gì với đưa rước cháu nội. Dạ. Dạ rồi, con hiểu rồi. Hôm nay ha, gặp cô là cái duyên nha. Dạ. Dạ, thì bữa nay con thay mặt cảm ơn cô, chúc cô sức khỏe. Ừ. Dạ. Chú mà tôi nói, ủa sao không xuống tâm bình vậy trơn? Nói với trai bữa nào mà dạ. Con vô tiếng là thấy Hương Nhật Minh là coi à. Cảm ơn cô. À, bữa đâu mà bữa nay thì con thay mặt chú Khuê và cô Kiều là hai nhà hảo tâm ở tại Mỹ, bữa nay gặp cô là một cái duyên. Thì cô chú ấy cũng con thay mặt cũng tặng cho cô một phần quà. Cảm ơn chú. Cố ít đồng nhiều. Cô chú ấy chúc cô giữ gìn sức khỏe và mua mai bán đắt nha. Dạ. Cảm ơn chú nha. Bữa nay cô nhận được phần quà của cảm giác như thế nào? Cảm ơn chú. Cô cảm giác như thế nào? Dạ cảm giác mừng dữ lắm. Cô có nhắn gửi gì với cô chú không? Dạ có nhắn nhở rồi mà cảm ơn mấy người hảo tâm. Dạ. Cô chú ấy chúc cô dạ. Chúc cô giữ gìn sức khỏe. Dạ. Và mong may mắn đắt hơn nữa ha. Dạ xin phép được cô nha. Em ơi, bà giúp đỡ cho các bà giờ đi ăn bánh kèo bá đi bán cao từ đầu. Dạ em biết rồi, để em đi từ từ. Cảm ơn mấy chị. Để anh đi từ từ, được rồi bà con. Dạ con chào nội. Dạ nội đâu bán gì vậy nội? Bà bán cái này nè, rau nè. Dạ. Đâu ăn gì đây à? Dạ. Mấy cái này là nội mua đi bán lại hay nội đi hái nội? À, cái này thì hái, cái này mua. Dạ. Vậy là tùy loại thì có hái có mua ha. Nội năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi nội? 74 tuổi. 74 rồi. Bây giờ sức khỏe nội như thế nào? Ngoài thì nhất. Dạ. Nhất cái lưng đi khum khum vậy. Dạ, vậy là đi khum khum đi thẳng không được ha. Thẳng không được, thẳng nó giật. Thẳng nó giật. Dạ. Dạ, bởi thành ra là mình phải bán như thế này. Dạ, mà một ngày á mà nội bán như thế này á mà mình trừ hết vốn luôn mình còn được nhiêu nội? 30.000 ha. Ủa ít dữ vậy nội. Cái này đâu có lợi nhiêu. Dạ. Bà ở nhà không ai nuôi gì gác đi vậy đi xe đạp. Dạ. Đi xe đạp ha. Đi xe đạp, có xe đạp cục thấp á. Dạ, ông nội còn không bà nội? Ông chết rồi. Dạ. Còn mình bà. Dạ. Còn mình bà nội thôi. Rồi bà nội bán về thì bà nội có mua gì để lo cho ai không? Không, bà mua hụt vịt bà ăn. Ăn không có được. À dạ. Mua hụt vịt ăn cho nó dễ. Dạ, không có nhai được khen. Không, không. Dạ. Mà một ngày ngoại lời 30 ngàn thì ngoại nội bán, nội mua gì ăn nội? À, bà đây ăn tốn nhiều 10 ngàn. Tốn nhiều 10 ngàn. Với dạ. Một bịch bịch trà giả 3 ngàn rồi. Dạ, đó. Dạ. Còn nhiều cắt. Dạ. Lâu lâu bà mới mua gạo. Dạ. Người gạo ở đâu nội có ăn? À, không, người ta không cho thì mua mấy bà đây nha. Dạ. Vậy thấy như chuyện gì bà tư quá là cho bà 5 kg gạo bà ăn. Dạ. Vậy là con cháu của nội thì nội có ở chung với ai không? Không ở chung ai, nhớ riêng nó có gia đình nó trơn rồi. Dạ. Nó ở mình à. Ông dạ. Nội mới chết chừng năm nay. À ông nội mới mất đây. Mới mất năm nay. Dạ. Ông bệnh phổi mà ông mổ khô quá, ông mổ rồi. Dạ. Với phần bà không có tiền con ơi, rồi cái không tiền nó chậm. Dạ. Từ ông yếu ông chết. Dạ, bởi vậy con hiểu rồi. Dạ. Nó bán con nhiêu đây ha? Có nhiêu nè. Ít quá trời luôn á. Dạ. Đó, có nhiêu đây đó. Dạ. Hôm nay thì con chia sẻ với nội nha. Bữa nay gặp nội là một cái duyên. Thì con sẽ xin phép thay mặt chú Khuê và cô Kiều là hai nhà hảo tâm ở Mỹ. Thì bữa nay có tặng cho nội một phần quà nho nhỏ để cho nội bớt được vất vả trong những ngày sắp tới.
Thì đây là tấm lòng của chú Khuê và cô Kiều. Bây giờ nói đếm xem là được bao nhiêu nha. Dạ. Dạ. Chú Khuê và Kiều mà ngăn sức khỏe vô đếm ra cho anh nó coi, em dạ. coi. Nói đếm thì nói cho nhà hảo tâm xem nha. 11. Dạ bao nhiêu ạ? 11. Dạ 11 là bao nhiêu nội? 1 triệu 1. 1 triệu 1. Theo nội số tiền này như thế nào nội? Nội cất để dành cho thuốc. À, cất để dành cho thuốc. Dạ. Bữa nay nội nhận được phần quà này nội cảm giác như thế nào? Mừng quá, con ngoài biết phần bán gì cho bữa bán bữa nghỉ cho thuốc. Dạ. Chắc bữa 70 ngàn. Dạ. Vậy đó. Nội có nhắn gửi gì với chú Khuê với cô Kiều không? Dạ. Người đã tặng cho nội. À, cho nội gửi lời mà cảm ơn chú Khuê với cô Kiều, cầu chúc hai vị phát là mà ngang phát đạt nha. Dạ. Rồi sống lâu 100 tuổi và cái công ty mở rộng ra phát triển nha. Cảm ơn nội. Cô chú ấy cũng chúc nội giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, dạ. Và bán được hơn nữa với tấm lòng của cô chú. Dạ. À, con xin phép chào nội nha. Chào chú nha. Dạ, cảm ơn nội. Hướng dẫn cho nội. Cảm ơn. Dạ. Dạ con chào cô. Cô ơi cô bán gì vậy cô? Bán rau muống cái dạ. Tháo cô, ra lại đi. Dạ cô cởi khẩu trang cho con xem mặt ra được không? Dạ. Cô năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi cô? 69. 69 ha. Gam này là cô hái hả cô? Hái nha mưa. Dạ. Nếu mà cô bán hết cái này thì mình được khoảng bao nhiêu tiền cô? Trời ơi, vợ chồng là 20 ngàn gì, tại bán cuốn bán đồ cắt bán luôn á. Dạ, ít vậy hả cô? Ờ, nếu mà có được đó. Có 20 ngàn thì cô bán, cô mua gì để ăn cô? Trời, mua cá, mua tép, có tiền mua thịt. Dạ. Ăn gì bữa nay, mua đi chút, mua đi. Dạ. Mua hết rồi đi. Dạ. 20 ngàn. Rồi, hôm nay con chia sẻ với cô nghe. Giờ cô kể khẩu trang đi, con nói chuyện một vài câu. Bữa nay con thay mặt chú Khuê và cô Kiều là hai nhà hảo tâm ở tại Mỹ có một phần quà nhỏ nhỏ muốn tặng cho cô. Của ít lòng nhiều. Cô chú ấy chúc cô giữ gìn sức khỏe và mua may bán đắt nghe. Cô đếm thử xem cô chú ấy tặng cô bao nhiêu. Rồi, để coi dữ vậy. 400. Dạ. Cảm ơn chú Nga. Dạ. Để cảm ơn người ta chở cho nè. Dạ. Ăn với cô Kiều nè. Dạ. Bữa nay cô nhận được phần quà cô cảm giác như thế nào? Dạ. Cũng khỏe rồi đó. Cô có nhắn gửi gì với cô chú ấy không? Gửi gì sức khỏe mà được giàu mà mạnh giỏi. Dạ. À. Cô chú ấy cũng chúc cô ha. À, giữ gìn sức khỏe của mình nha. Dạ. Và hái được nhiều rau hơn nữa. Dạ. Xin phép chào cô. À. Dạ, đúng rồi, cảm ơn chú nha. Dạ. 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 Dạ, cảm ơn sư cô. Sư cô mình tu ở tỉnh thất nào vậy sư cô? Dạ, cô ở bên cầu Hữu mình, tỉnh thất ở bên An Hữu. À, ở bên Tiền Giang ha. Dạ, tại vì công việc dưới đây á. Dạ. Rồi mình sẵn đi khất thực đi ha. Dạ, mô Phật. Dạ. Chúc bữa cậu nay được dồi dào sức khỏe luôn luôn, lúc nào cũng được bình an. Dạ. À, thành công trong công việc của mình. Dạ. Tất cả đều những gì mà tốt lành nhất
Phật trời ban cho. Cảm ơn sư cô. Dạ. Thì bữa nay thì gặp cô cũng sư cô cũng là cái duyên ha. Dạ. Con bữa nay con cũng xin phép là chú Khuê với cô Kiều là hai nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Dạ. Cũng có phần quà nho nhỏ muốn tặng cho sư cô. Dạ. Để sư cô lo cho cái cuộc sống của mình nha. Dạ, cảm niệm công đức của hai cô ở bên nước ngoài. Dạ. Chúc hai cô được thanh tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Dạ. Dạ mô Phật. Dạ, thì cô chú ấy cũng chúc sư cô duy trì sức khỏe của mình nha. Dạ mô Phật. Dạ. Dạ, con xin phép cho sư cô. Dạ mô Phật. Dạ. Chú từ thiện dạ chú. Dạ. Chú từ thiện cho nó mẹ nó bỏ cho con. 5.000 lọn con muốn 5.000 lọn cải chi. Rồi chắc tôi ạ. Cảm ơn cô. Ủa, xuống nào vậy? Dạ, dạ con mới xuống. Dạ, xuống kỳ này có mua gạo mua gì không? À, dạ không, bữa nay con xuống con kiếm người lớn tuổi thôi. Dạ hả? Con bà ngoại. À, nhớ gì không? Chị thấy bán gạo á. À, dạ con nhớ rồi, con nhớ cô rồi. À, dạ dạ. Dạ. Rồi, con chúc cô sức khỏe nha. À, cảm ơn. Bởi con nhìn cô quen quen nhưng mà cô nhớ con hay thiệt. Bữa nay có mua gạo mua không? Dạ. Nay con đi chợ không à? À, xuống dạ. Sớm dữ nha. Dạ. Nó đi từ thiện. Đường này là đường lớn của chợ Tâm Bình rồi nè cô chú anh chị. Cái chỗ đối diện chợ Tâm Bình thì có một cái chùa cũng khá là lớn. Nói chung người với số thì cũng rất là nhiều nhưng mà người lớn tuổi thì để em cố gắng xem có duyên hay không. Đây là cầu 3 tháng 2 nè cô chú anh chị. Có 2 bó 50 củ tỏi 20.000 bình. Nhang thơm 25.000 bó 2 bó 50 củ tỏi 20.000 bình. Nhang thơm 25.000 bó 2 bó 50 củ tỏi 20.000 bình. Mời cô chú anh chị cùng vô trong à. Cô bán gia vị ha, cũng như là bán gạo mà chúng ta từng có mua. Bán sáng trứng thì thấy cô à. Lâu lắm rồi mới vô đây á. Cũng mấy năm rồi, kể từ lúc mà phát gạo. Lần đầu tiên ở dưới này, đang hồi trước dịch tới giờ. Ở đây sạp gạo, cô chú anh chị có thể thấy là khoảng 6-7 sạp luôn đó. Ủa vậy là cô cũng có cửa hàng ngoài chợ nữa hả? Có, ở nhà có. À, dạ. Cô Thúy cũng rất là dễ thương. Dạ. Không biết cô nhớ con không ta? Chắc không nhớ hả? Dạ. Ở đây nhớ nè. Ở đây em nhớ hình như cầu này kỳ đó hả? Dạ, mà nhớ không ạ? Cầu hay gì nè, phải không?
Dạ, chúc mọi sức khỏe nghe. Rồi bữa nay có mua gạo nữa không? Dạ không, bữa nay con đi thăm chợ thôi. Thăm chợ hả? Dạ. Bữa nay sao phát tướng như vậy? Dạ đúng rồi, mập lên mấy chục ký mà. Trời ơi, quá đi thăm chợ chứ không có ủng hộ ai chứ. Dạ bữa nay không ủng hộ ai hết. Không ủng hộ, nhớ đi, ủng hộ nha. Dạ. Nhớ không? Dạ nhớ chứ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dạ, 7, 8 sạp cào luôn. Thôi bây giờ mai mốt ủng hộ, ghé chưa ra đây nè, đừng ghé ở trên chia đều ra mỗi chị em được. Dạ, dạ. Nghe. Dạ, có duyên con sẽ ghé, con chào cô nghe. Em mà chỉ cần gặp lại em sau vài năm thôi là thấy em khác lắm luôn á. Chứ trước em đâu mập dữ cô chú anh chị. Rồi, giờ em vô hàng cá. Đây thì có một cái bờ sông cũng tương đối. Ngoài bán chỉ có hai mâm cá thôi. Dạ con chào ngoại. Dạ. Wow, ngoại ngoại bán gì vậy ngoại? Dạ. Dạ ngoại bán con như đây ha ngoại. Rồi. Dạ. Giờ này giờ người ta cũng vô ít quá. Dạ vô ít quá, thành ra mình bán cũng ít ngoại ha. Ít lại mà cũng bán kiếm mồi. Dạ, bây giờ cá lóc ngoại bán được bao nhiêu một ký ngoại? 50 ngàn. Cũng 50 ngàn, còn cá điêu hồng ngoại? Điêu hồng cũng 50 ngàn, cá dồ 45 ngàn. Dạ. Cá ba sa 80 ngàn. Dạ, ngoại năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? Đâu, con độ đâu ngoại. Con nghĩ ngoại 72. 74. 74 hả ngoại? Bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ngoại? Khỏe chưa có không có ha. Cũng lâu lâu có cảm còn dạ. Kia. Vậy là chúc mừng ngoại. Một ngày mà ngoại bán cái này nếu mà mình trừ vốn luôn thì mình còn được bao nhiêu ngoại? Còn chừng trăm trở lại. Ít vậy đó hả ngoại? Ký lô lời 5 ngàn, chưa dạ. được 5 ký lô cá là làm sao có lời nhiều đâu. Dạ đúng rồi. Ai không? Dạ. Dạ, là người ta giao cá cho ngoại đó ha. Dạ, vậy ta. Dạ. Cá lóc 2 ký. Dạ. Cá dồ bán cái máy đó. Dạ. 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 Mà ngoại bán như vậy thì ngoại có lo cho ai không ngoại? Không. Ông ngoại còn không ngoại? Không, ngoại mất cho người thân. Dạ, còn con cháu mình sao ngoại? Có bị làm Sài Gòn hết, đứa ở Cần Thơ, đứa ở Sài Gòn, dạ. đứa ở đây. Dạ. Nhưng mà nó sáng nó cũng đi hết. Dạ. Vậy là ngoại bán cái này là ngoại chỉ lo cho một mình thôi ha. Dạ, cho mình. Dạ. Ở nhà đâu có mình cũng còn lao động được. Dạ. Rồi cũng còn làm được. Dạ. Hồi đó giờ coi những cơ sở nè, đó của ngoại là lâu rồi, năm dạ. 60 năm nay rồi. Năm 60 năm nay là ngoại bán cá không hả ngoại hả? Cá, hồi dạ. đó bán cá đáy. Dạ, bán cá đáy là người ta đặt đáy ở ngoài sông á hen. Hồi đó ngoại đặt đáy hả? À ngoại đặt luôn hả? Dạ. Cái đáy á. Còn giờ mình lớn tuổi rồi đâu có. Còn nó có chồng về và ở bên chồng á, còn ra chợ mua cá bán rồi dạ. vậy đó. Dạ. Giờ coi như bốn mình thì ra cân dạy con. Dạ, bữa nay ha, con chia sẻ với ngoại nghe. Bữa nay gặp ngoại là một cái duyên. Dạ, thì bữa nay con thay mặt chú Khuê và cô Kiều là hai nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Thì Kiều nó sao nghe quen nhỉ? Dạ quen không ngoại? Bữa nay có khi nào có duyên gặp cô chú đó không? Mà cô Kiều đó ở đâu? Dạ ở Mỹ nhưng mà con cũng không biết ở khúc nào thì con không rõ lắm. Dạ. Đó, thì con thay mặt cô chú ấy tặng cho ngoại một phần quà nho nhỏ nghe. Dạ, của ít đồng nhiều. Dạ, thì cô chú ấy chúc ngoại sẽ giữ gìn sức khỏe nghe. Dạ. Và mua bán được hơn trong khoảng thời gian sắp tới. Dạ. Dạ. Đây là tấm lòng của cô chú tặng cho ngoại. Ủa, tặng quà đó đó hả? Dạ, tặng quà này nè ngoại. Đây ngoại nhận và ngoại đếm thử cô chú tặng ngoại bao nhiêu. Dạ. Dạ 10. Cô chú ấy tặng cho ngoại 1 triệu. Dạ đây nè ngoại. Dạ còn đây. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà ngoại cảm giác như thế nào? Vậy là tôi cũng rất mừng. Dạ. Cảm ơn cô Kiều. Phải dạ. cô Kiều không? Dạ cô Kiều với chú Khuê. Với chú Khuê. Dạ. Được nhiều sức khỏe. Dạ. Đầu năm chín chúc cuối năm may mắn. Cảm ơn ngoại. À, Tết á, trở về đây giúp đỡ cho những người nghèo khổ. Cảm ơn ngoại. Nghèo khổ quá chú ơi. Dạ. Mua bán hàng ngày vậy chứ nghèo khổ lắm. Dạ. Thì cô chú ấy cũng dạ. chúc cho ngoại ha. Dạ. Để giữ gìn được sức khỏe của mình. Dạ.
Dạ, bán được hơn nữa trong khoảng thời gian sắp tới nha. Dạ, con xin phép chào ngoại nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, thường ngoại xúc động luôn. Cảm ơn ngoại. Con cảm ơn ngoại. Dạ, con xin phép chào ngoại nha. Dạ. Chú anh chị thấy là bây giờ cũng chắc khoảng là 6:35 hay 6:30 vậy rồi. Mà số lượng người bán cũng như là người đi chợ không có đông lắm ha. Mấy bán cá nói chuyện rất hiền hậu dễ thương luôn. Dạ con chào nội. Nội nó bán gì vậy nội? Nội bán cá nục với tép. Dạ. Cá nục với tép hả nội? Nội bán có một mâm này thôi hả nội? Sao? Dạ. Ủa nội cái con tép này nó gì mà nó màu nâu vậy nội? Đó là tép ta nuôi đó. À tép ta nuôi. Nội này tép lột. Tép lột. Dạ, vậy là vốn của nội là chỉ có một mâm này thôi hả nội? Bán nhiều đó à. Nhiều đó hả nội? Nội năm nay mình được nhiêu tuổi rồi nội? 79 nè. 79 rồi. Sức khỏe của nội bây giờ như thế nào nội? Cũng đi bán về chớp cho ổng vừa nghỉ. Dạ. Con biểu nghỉ cũng không nghỉ đi bán. Dạ, vậy là sức khỏe của mình còn tốt hả nội hả? Dạ, đi bán cho nó vui. Dạ. Chứ gặp người này kia vui chứ để ở nhà mình. Dạ. Ông nội còn không nội? Dạ, mất rồi. Dạ. Mất rồi mấy năm rồi. Dạ. Rồi nội bán gì thì nội có lo cho ai không nội? Không. Dạ. Bà bán gì thì đi đám tiệc tỷ như người ta mời thì mình đi chứ không lẽ mình không đi. Dạ. Rồi mình muốn xài gì mình ăn mình ăn. À dạ. Kiếm bữa vài chục ngàn vậy. Dạ. Một ngày nó bán là có mấy chục ngàn hả nội? Dạ chừng 50 trở lại rồi chứ. Ít dữ vậy nội? Chứ có nhiều. Bán có nhiều đó. Dạ. Vậy là mấy cái này là nội mua đi bán lại. Dạ mua lại người ta. Dạ. Kiếm bữa thì 50 ngàn. Dạ. Vậy mà đi nó vui thôi. Dạ. Mà về cái mình chưa cái gì mình ngủ. Dạ. Vậy là coi như là mình có lao động thì mới dạ. Vui. Nội ha. Dạ. Vậy là bây giờ tép này hiện tại giờ nó bán bao nhiêu một ký nội? Bán mà mua lên 101 bán 102. Dạ là có 10.000 ký thôi. 10.000 mà còn hao hụt cái tỷ như có 2 ký tép với 3 ký cá 5 ký à. Dạ là ngày bán có 5 ký hả? 5 ký à. Mà ngày nào bán cũng hết không nội? Hết. Dạ. Dạ chúc mừng nội. Dạ. Bữa nay ha, yeah. Con gặp nội là một cái duyên nha. Yeah. Bữa nay con chia sẻ với nội như thế này. Bữa nay con thay mặt chú Khuê và cô Kiều là hai nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Thì trước hết á, là cô chú ấy gửi lời chúc sức khỏe nội. Sau thì cô chú ấy có tặng cho nội một phần quà nhỏ nhỏ. Vì vậy đấy là vì để giới lời thăm nha mấy cô với chú đó. Dạ. Dạ thì đây. Vừa bán được gì bán vậy đó. Dạ. Lại cho vui. Dạ. Thì bây giờ là nội đếm thử xem dạ. Tấm lòng của cô chú ấy nặng tặng nội bao nhiêu nha. Dạ. Dạ. Nội đếm đi nội. Đây, nhiều dữ vậy. Đếm luôn. Đếm luôn hả? 8, 9. Dạ bao nhiêu à? 900 ngàn. Cô chú ấy tặng cho nội 1 triệu. Dạ. Bữa nay nội nhận được phần quà nội cảm giác như thế nào? Dạ cũng nội vui mừng lắm. Dạ. Kiếm nữa chừng 50 à. Dạ. Cho vậy là nhiều lắm rồi đó. Dạ. Dạ. Nội có nhắn gửi gì với cô chú ấy không? Dạ, cho gửi lời thăm với sức khỏe dồi dào. Dạ. Vì vậy cũng đi bán cho cô vui vậy. Dạ. Nói cũng cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn cho cô với chú đó nha. Dạ. Cô chú ấy cũng chúc nội với sức khỏe của mình nha. Và bán được hơn tí nữa để về sớm nghỉ ngơi nha nội. Dạ. Dạ. Bán gì chừng 8-9 giờ gì vậy. Dạ. Cô chú ấy thương nội lắm. Rồi con xin phép chào nội nha. Dạ gì để cảm ơn con đi nha. Dạ con chào nội bảy nha. Dạ. Gắng sức khỏe là được. Dạ. 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 Ngoại ơi ngoại cởi khẩu trang cho nhà hảo tâm xem mặt đi. Ngoại năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 76 tuổi. Dạ bây giờ một ngày ngoại bán được bao nhiêu tờ? Dạ có nhiêu là có 70-80 vé. Ngoại bán như vậy ngoại có lo cho ai không? Không lo ai đâu. Nuôi thân già không bệnh hoạn rồi mua thuốc ăn men uống rồi. Dạ ông nội còn không nội? Dạ không có.
Dạ, từ đó giờ nội không có gia đình luôn hay là? Có mà ổng chết rồi, ổng chết hồi năm 2000 bây giờ. Còn con cái của mình thì sao nội? Con cái thì nó nghèo, nó đi làm mướn làm thuê không đủ sống thì nó cũng đâu có nuôi được. Bây giờ sức khỏe của nội như thế nào? Sức khỏe thì cũng khỏe thôi, nhưng mà có cái bệnh đường đó. Dạ. Rồi uống thuốc hoài, kinh niên là thuốc mua bỏ bị nè. Nội lấy của đại lý với số nào vậy nội? Đại lý của Minh Dân. Dạ, đại cũng ở gần đây ha. Mà sao nội bán ngày có 70-80, sao ít vậy nội? Tại vì mình bán dở, bớt ít. Dạ. Mà bớt lên bớt xuống hoài à. Dạ. Là mình bán ít chứ bán nhiều bị bắt. Dạ. Bán nhiều thì người ta lấy, mấy người mua ra họ cắt. Dạ. Lấy số mình đó. Dạ. Bữa nay thì con chia sẻ với nội nha. Bữa nay gặp nội là một cái duyên. Con sẽ xin phép chú Khuê và cô Kiều là hai nhà hảo tâm ở tại Mỹ để tặng cho nội một phần quà nho nhỏ nha. Của ít lòng nhiều, của chú ấy chúc nội giữ gìn sức khỏe nha. Và hy vọng là với tấm lòng của chú ấy sẽ giúp cho nội đỡ vất vả trong vài ngày sắp tới. Và mỗi khi mà nội đau nhất thì nội có thể dùng số tiền của cô chú ấy để mua thuốc giảm đau rồi mình tiếp tục công việc cuộc sống của mình. Dạ, thì đây là tấm lòng của chú ấy tặng cho nội. Bây giờ nội đếm xem là được bao nhiêu. Dạ. Dạ được bao nhiêu ạ? 800. Dạ, cô chú ấy tặng cho nội 1 triệu nha. Cảm ơn cậu. Bữa nay nội nhận được phần quà nội cảm giác như thế nào? Dạ mừng. Dạ, nội có nhắn gửi gì với cô chú ấy không? Cảm ơn. Chú Khuê với cô Kiều. Dạ, cảm ơn cô Kiều với chú Khuê. Dạ. Dạ. Cô Kiều, chúc cô Kiều vui khỏe, mạnh khỏe. Để giúp đỡ cho mấy người khổ. Dạ. Ngoại cũng cố gắng ha, giữ gìn sức khỏe nha. Cô chú ấy chúc ngoại sẽ mua mang bán đắt trong khoảng thời gian sắp tới nha. Dạ, xin phép chào ngoại. Dạ, xin phép chào nội nha. Dạ, con đi nha nội. Chúc con mang bán nha. Cảm ơn nội. Dạ. Cho cái thằng này tiền nha, bạn nghiệp nó cầm. Anh nghe được không? Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Không biết sao đây. Dạ. Anh ấy bị bệnh đau, giống như là bà con ở đây người ta thấy thương, người ta gửi cho 1-2 ngàn cho nó cô chú gì. Thành ra người ta nói như là đi góp chợ vậy đó. Em thấy chợ này một trong những cái chợ khá là sạch đó. Em đi ké ăn cái nha. Ra đây bờ sông thì nó hơi rộng hơn chút nè cô chú anh chị ha. Này cứ ngồi trên đây sao bán ta. Dạ, con chào cô. Dạ. Cô năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi? 69. 69 ha. Cô đang bán gì vậy cô? Bán vịt mần. Dạ. Mấy cái này là đồ nhà hay cô mua đi bán lại? Mua đi bán lại. Dạ. Một ngày mà cô bán cái này nếu mà mình trừ chi phí luôn mình còn được bao nhiêu cô? Trời ơi, cấp này nó ế dữ lắm. Nó không phải như mỗi lần thì bán 10 phần đi ha. Bây giờ bán chỉ lấy có 2 phần thôi. Ế dữ chằng lắm. Ế dữ dội vậy cô. Ế dữ lắm. Chỉ còn có 20% thôi. Dữ lắm. Bây giờ dịch là cô bán bao nhiêu một ký? Dịch trắng thì nó có 70 ngàn à. Dạ, còn dịch xiêm. Dịch xiêm thì có loại 90, có loại 100. Dạ. Cô bán vậy thì một ngày cô còn được, nếu mà trừ hết vốn luôn còn được bao nhiêu cô?
vốn không hả? Dạ nếu mà trừ vốn luôn. Trừ vốn còn lấy cái lời á hả? Dạ lấy cái lời. Trời ơi, cái này vô định nó không có biết đâu, tại vì mình bà Hà Nam mà mình mua rồi mình bán rồi mình ăn mình xài nữa. Nó không biết cái số lượng lợi nhiêu. Dạ. Mà cô bán vậy thì cô có lo cho ai không? Có chứ. Dạ cô lo cho ai? Gia đình mình. Dạ. Vợ chồng con cái cháu chắc gì tùm lum chứ. Dạ, vậy là còn đầy đủ hết hả cô? Đầy đủ hết. Dạ. Mà con nghĩ bán cái này chắc có lẽ cũng hơi vắng. Mấy chục năm rồi. Dạ. Thôi bữa nay gặp cô là một cái duyên nha. Dạ. Con cũng sẽ xin phép hai nhà hảo tâm. Dạ. Đó là chú Khuê và cô Kiều. Dạ. Sẽ có một phần quà nho nhỏ tặng cho cô. Dạ. Để cô mua những cái phần gạo. Dạ. Ăn cùng gia đình của mình. Dạ. Hoặc là cô mua thức ăn gì đó. Dạ. Để cho gia đình của mình có một buổi ăn ngon. Dạ. Trong vài ngày sắp tới nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn cậu. Dạ. Đây là tấm lòng của chú Khuê và cô Kiều tặng cho cô. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn cậu. Bữa nay cô nhận được phần quà này cô cảm giác như thế nào? Dạ mừng lắm chứ. Dạ. Vui vẻ nữa mà lại mừng nữa chứ, cho gì là mừng lắm đó. Dạ. Cũng như giúp cho chị cũng cảm ơn em. Dạ. Nhiều. Dạ. Cô có nhắn gửi gì với cô chú ở bên Mỹ không? Dạ gửi chứ, cho vậy là mừng lắm, gửi chứ. Gửi giờ không biết gửi quà gì chàng tặng đây. Dạ gửi lời, gửi lời. Gửi lời thăm đi cho mạnh giỏi ha, mừng ăn phát tài đồ đã, chúc cho mấy người nghèo lẫn cho người ta mừng. Cảm ơn vậy cô. Đi ha. Rồi. Chúc cô giữ gìn sức khỏe và mua may mắn đắt. Rồi, có buổi ăn cơm ngon miệng với gia đình. Cảm ơn em nhiều chủ. Nha. Rồi, xin phép cho cô nghe. Bye bye. Dạ. Chứ anh chị thấy sạp thịt người ta bán cũng khá là nhiều ở chợ Tam Bình luôn á. Dạ rồi, mới từ ngoài vô chị. Dạ cảm ơn chị. Dạ con chào ngoại. Dạ ngoại ơi, ngoại cởi khẩu trang con xem mặt đi ngoại. Mà năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 77 tuổi. Dạ bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ngoại? Bệnh hoài, té gãy tay chưa lành. Dạ đâu ngoại bị gãy khúc chỗ nào? Gãy khúc này nó dập nè. Dạ. Dập đây. Tới mai là 2 tháng mấy rồi, chưa có cử động. Bây giờ ngoại còn đau không? Dạ còn. Dạ. Dạ. Mà ngoại bán gì á, một ngày ngoại bán được bao nhiêu tờ? Bán 70-80 tờ. À, sao ngoại bán ít dữ vậy? Dạ già đi không hỏi với lại bệnh hoài, đi hồi chóng mặt. Dạ, dạ. Ngoại bán gì ngoại có lo cho ai không? Lo thằng già thuốc men uống thôi, không lo ai. Dạ, ông nội còn không nội? Ổng có vợ lẽ ở bên Thơ rồi lâu rồi chia tay cũng mấy chục năm rồi. Dạ, còn con cháu của nội còn không? Dạ. Dạ. Con cháu cũng có nhưng mà nó cũng nghèo rồi, nó cũng mần, nó sống, mình sống vậy ha. Dạ. Dạ, còn đi bán được ngày nào thì đi ngày đó. Dạ. Vậy là chủ yếu là nội bán để nội mua thuốc uống nữa ha. Dạ, mua thuốc, dạ. Dạ. Thôi thì cũng hiểu hoàn cảnh của nội rồi. Dạ. Bữa nay gặp nội là một cái duyên nha. Dạ. Con sẽ xin phép. Dạ. À, chú Khuê và cô Kiều là hai nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Dạ hả? Sẽ tặng cho nội một phần lì xì nha. Dạ. Để cho nội để dành mua thuốc uống mỗi khi nội đau nhất ha. Dạ. Cũng như là cô chú ấy sẽ chúc nội là nhanh chóng phục hồi cái tay nha. Dạ. Dạ. Để cho cuộc sống nó đỡ vất vả hơn. Dạ. Đây là tấm lòng của cô chú tặng cho nội. Dạ. Vì cũng cảm ơn những người có cái tâm mà giúp đỡ vậy đó, vì cảm ơn, gửi lời cảm ơn Dục mạnh hành quân đó. Dạ. Dạ. Bây giờ nội đếm xem chú Khuê với cô Kiều tặng nội bao nhiêu nha. Dạ. Út gửi ra đây, qua lấy giùm. Dạ. Chú Khuê, cô Kiều tặng cho nội 1 triệu. Dạ, dạ cảm ơn. Dạ. Dạ. Bữa nay nội nhận được phần quà này nội cảm giác như thế nào?
vui vậy lắm. Cái này cũng như là 10 ngày bán cũng vậy. Nội có nhắn gửi gì với cô chú ấy không? Dạ có nhắn gửi là cô chú đó khỏe mạnh bình an, có công đức gì là giúp đỡ cho những người già yếu gì là công đức lớn tốt. Dạ. Cô chú ấy cũng chúc nội nhanh chóng phục hồi sức khỏe nghe. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dễ công việc nó dễ dàng hơn trong cái khoảng thời gian cuộc sống còn lại. Cảm ơn cậu nhiều nhất. Dạ. Cảm ơn ngoại. Dạ. Rồi thôi, xin chào ngoại nha. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Là mừng dữ lắm, dì ba mừng dữ lắm. Dạ. Để hùng buộc lại. Dạ. Quý như vậy đó cô chú anh chị. Bán bún, bán gia vị. Dạ, con chào ngoại. Ngoại bán gì vậy ngoại? Bán này nè chú ơi. Dạ, mấy cái này là ngoại mua đi bán lại hay đồ dạ, nhà? Dạ, mua đi bán rễ không ạ. À. Dạ. Nhà không có, vườn không có. Rồi. Dạ, ngoại năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 68 tuổi rồi. 68 ha. Dạ. Rồi một ngàn một bịch như thế này thì ngoại bán bao nhiêu? Có 10 ngàn. Có 10 ngàn. Dạ. Ngoại mua vô bao nhiêu? Mua vô mình mua nguyên bịch vậy đó. Dạ. Mình bán lại 1 ký 1 ngàn. Dạ, lợi ích vậy đó hả ngoại? Dạ. Mà ngoại bán vậy ngoại có lo cho ai không? Có chứ. Dạ, lo cho ai ngoại? Cho cháu nội mà mẹ nó bỏ lâu lắm rồi. Người cha nó có vợ khác rồi cũng không có lo nữa. Dạ. Rồi một ngày nếu mà mình trừ hết chi phí thì mình còn được bao nhiêu ngoại? Chi phí lợi đâu không có nhiêu chú ơi. Dạ, được bao nhiêu ngày ngoại? Ngày nhiều khi kiếm 70-80 ngàn vậy, kiếm đủ ăn vậy thôi. Dạ, ít vậy đó ha. Dạ. Dạ rồi, thôi con cũng hiểu rồi. Dạ dạ. Vậy là ông ngoại vẫn còn. Dạ còn, dạ. Cũng lớn tuổi rồi, cũng 70 rồi. Dạ. Thôi bữa nay gặp ngoại là một cái duyên nha. Dạ dạ. Con sẽ xin phép là chú Khuê và cô Kiều. Dạ. Là hai nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Dạ. Tặng cho ngoại phần quà nhỏ nhỏ. Dạ dạ. Nha. Cũng ít lòng nhiều. Cô chú ấy chúc ngoại sức khỏe. Dạ. Và mua mai bán đắt hơn nữa dạ, nha. Dạ. Cô chú ấy tặng cho ngoại 500 ngàn. Dạ, cảm ơn nha chú. Bữa nay ngoại nhận được phần quà, ngoại cảm giác như thế nào? Dạ, cũng mừng lắm chứ. Dạ. Ngày về mua gạo đồ ăn chú ơi, mua gạo ăn không à. Dạ, dạ. Ngoại có nhắn gửi gì với cô chú ấy không? Dạ, cho tôi nhắn gửi cho mấy chú của mình ở Mỹ. Cảm ơn nhiều, có lòng hảo tâm giúp đỡ cho mua gạo ăn. Dạ, thì cô chú ấy cũng chúc cho ngoại ha. Dạ. Có những cái bữa cơm ngon sắp tới cùng dạ. với gia đình của mình từ tấm lòng của cô chú. Dạ, dạ. Dạ, rồi, con xin phép chào ngoại nha. Dạ. Vô đây thì đa số là những cái sạp bán rau với bán thịt, và đa số là bự bự với cô chú anh chị. Dạ, con chào ngoại. Ngoại bán gì vậy ngoại? Bán cái này nè. Dạ. Mấy cái này là ngoại mua đi bán lại hay đồ nhà? Mua đi bán lại. Dạ. Ngoại năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 70. 70 hả ngoại? Bây giờ hộp dịch với cái này ngoại bán bao nhiêu một chục? Cái hộp dịch này có mấy ngàn chục rồi. Có hai mấy ngàn hả? Dạ. Vậy là ngoại bán chỉ có hai mâm này thôi hả? À, bán bọc ni lông nữa hả? Dạ. Một ngày mà ngoại bán cái này á mà mình trừ vốn thôi mình còn được bao nhiêu ngoại? Chừng 20-30 ngàn gì hả? Ủa ít dữ vậy ngoại? À, vậy chứ đâu có bán gì đâu, có nhiều. Dạ, mà ngoại bán cái này thì ngoại mua cái gì để ăn cùng với gia đình ngoại? Thì có tiền nhiều thì mua nhiều, còn có tiền ít thì mua ít. Dạ. Không có tiền. Không ngoại còn không ngoại? Còn, mà ổng đi gánh cho trai, ổng cũng dài rồi. Dạ. Vậy là ngoại đang ở với người con thứ mấy? Người con út mà ở người con thứ tư mà nó khùng nó không có biết gì hết. Dạ. Thôi hôm nay ha, con chia sẻ với ngoại nha. Gặp ngoại là một cái duyên. Con sẽ xin phép thay mặt chú Khuê với cô Kiều là hai nhà hảo tâm ở Mỹ sẽ tặng cho ngoại một phần quà hữu ích lòng nhiều nha. Dạ. Ngoại đếm xem mình được bao nhiêu nha, từ tấm lòng cô chú. Dạ.
Dạ. Cảm ơn nha. Dạ ngoài đếm đi, ngoài đếm đi, ngoài đếm, đếm đi. Ngoài đi. Dạ không, ngoài phải đếm để nhà Hảo Tâm biết. Dạ. 5. Dạ được bao nhiêu ạ? 500. Dạ, bữa nay ngoài nhận được phần quà này ngoài cảm giác như thế nào? Dạ mừng. Ngoài có nhắn gửi gì với cô chú ấy không? Dạ nhắn gửi cảm ơn. Dạ, cô chú ấy cũng chúc ngoại cùng với gia đình ha. Có những bữa ăn ngon. Tôi cũng bệnh á mà ở bệnh viện ta kêu đi mổ mà không có tiền á. Dạ. Rồi thôi chúc ngoại phục hồi sức khỏe nha. Dạ. Bà bệnh tim dạ không được, chỉ có người già mới gửi dạ, thôi. Dạ. Dạ dạ, rồi đợi con chút xíu. Dạ. Dạ cô đi bán đi cô nha. Dạ ngoại cho con xem. Được 8 mấy gần 80 rồi đó. Dạ. Còn tuổi nữa ngoại được 80. Dạ, ngoại đang bán gì vậy ngoại? Ngoại bán rau với bán mè, bán ớt. Dạ. Ngoại bán như thế này là đồ của ngoại mua đi bán lại hả? Dạ, rồi dạ. Ngoại bán hái rau bán này kia. Ngồi đây người ta đuổi hoài cái chú bán chú góp đó chú đẩy cho bà đi lúc kia bà ngồi kia dạ. Bà bán không được gì trơn rồi dạ. Bà mới xách đi bán nè. Dạ, ông ngoại còn không ngoại? Dạ, ông ngoại chết hồi đó bà ngoại còn mới có 28 tuổi. Dạ. 4 đứa con bà ngoại nuôi tết bây giờ bà ngoại gả cưới trơn rồi giờ. Dạ. Còn đứa con gái út rồi nó có chồng được đứa con rồi bà ngoại dạ. Chồng nó bỏ nè bà ngoại nuôi con một côi. Dạ, một ngày ngoại bán cái này ngoại trừ hết chi phí thì còn được bao nhiêu ngoại? Dạ, có bữa ngoại đợi được mười mấy ngàn, 20 dạ. ngàn. Ít vậy đó hả ngoại? Dạ, không có gì nhiều con. Dạ, bữa nay thôi gặp ngoại là cái duyên nha. Dạ. Con sẽ xin phép chú Kiều, dạ. Cô Kiều và chú Khuê. Dạ. Hai nhà hảo tâm ở tại Mỹ tặng dạ. cho ngoại một phần quà nho nhỏ của dạ. ít lòng nhiều nha dạ. cô chú ấy chúc ngoại duy hình sức khỏe dạ. và mua may bán đắt nha dạ bà ngoại nha. Cảm ơn dạ. bây giờ ngoại đếm xem cô chú ấy tặng cho ngoại bao nhiêu nha dạ, dạ. bà ngoại ngoại đợi con chút đứa con dạ. một côi đó con dạ 1 2 3 4 8, 9, 10, 18. Dạ, đồng ngoại được bao nhiêu? Mong ơi. Dạ. Ông chết 28 tuổi nuôi 4 đứa con. Dạ. Bây giờ ngoại khổ quá. Dạ. Thôi ngoại giữ gìn sức khỏe nha, với tấm lòng cô chú nha. Dạ. Ngoại có nhắn gửi gì với cô chú không? Dạ, ngoại cảm ơn mấy cô, mấy chú. Dạ. Rồi từ thiện cho ngoại, ngoại cũng đỡ đi bán rau chú. Dạ. Rồi chúc ngoại giữ gìn sức khỏe nha, với tấm lòng cô chú. Xin phép chào ngoại nha. Cảm ơn dạ. con ơi con. Dạ, ngoại năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 84 rồi. Dạ. Con có thằng con út mà vợ nó 41 tuổi chết, bỏ lại đứa con 12 tuổi. Dạ. Cô đi bán 50 tờ giấy số mà dạ. ông con ăn với cô bệnh nè. Dạ, dạ. Đâu bị sưng ha. Dạ. Hôm nay con chia sẻ với ngoại nghe. Dạ. Bữa nay con thay mặt cô chú Kiều, một nhà hảo tâm ở Mỹ. Dạ, sẽ tặng hết số tiền còn lại của dạ. cô chú cho ngoại nha. Dạ. Để ngoại để dành mua thuốc uống dạ. hoặc là ăn gì đó cùng với gia đình của mình nha. Dạ. Bây giờ ngoại đếm xem cô chú ấy tặng ngoại bao nhiêu. Dạ. Dạ. Bệnh đau nhờ gì cũng đỡ. Ngoại cũng tính đi bán giấy số. Cái mấy đứa nhỏ nó không cho, nó nói đi bán là đi bán. Dạ bao nhiêu mà? Dạ thì đó là tấm lòng của cô chú Kiều tặng cho ngoại. Dạ. Chúc ngoại giữ gìn sức khỏe với tấm lòng cô chú ấy nha. Dạ, chúc con nghe, chúc cô đó khỏe mạnh 100 tuổi. Cảm ơn ngoại. Dạ. Con kia nó dắt vợ trên đồng cái dạ. con ơi. Dạ, con xin phép chào ngoại nha, ngoại giữ gìn sức khỏe. Con xin phép con đi nha. Dạ hết tiền rồi bà con ơi. Đây. Dạ con hết tiền rồi. Tưởng đâu còn tiền cho. Không cảo hết tiền. Ngoại cảm ơn. Dạ ngoại giữ gìn sức khỏe con đi nha. Dạ cảm ơn. Có duyên con sẽ gặp lại ngoại. Dạ. Dạ. Rồi tạm biệt bà con nghe, hết tiền rồi. Hết tiền hết. Dạ hết tiền rồi, hết tiền rồi. Dạ, chào ngoại nha. Dạ rồi, vậy là em đã trao xong tấm lòng của chú Khuê và cô Kiều là hai nhà hảo tâm ở tại Mỹ đã hỗ trợ những cái phần quà đến với cho những hoàn cảnh lớn tuổi.
rất là đáng thương ở tại chợ thị trấn Tâm Bình, huyện Tâm Bình, tỉnh Vĩnh Long trong ngày hôm nay. Và chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em. Chúc chú Khuê, cô Kiều cũng như những nhà hảo tâm để luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và sức khỏe tràn đầy. Và nhất là cô chú anh chị sẽ xem video sẽ luôn gặp nhiều thành công trong cái công việc của mình, để sẽ có những sự hỗ trợ đến với những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo tại Việt Nam. Chào tạm biệt cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video gần nhất. Chúc cô chú anh chị xem video an lành, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn ạ.